Bao nhiêu năm qua, tôi đã cố tình che giấu sự thật này. Thật dễ, chính là con ruột của tôi và Loan. Lúc đó tôi thương Loan thật lòng, chứ không phải dùng vũ lực để chiếm đoạt cô ấy đâu. Cho nên Loan cũng thương tôi. Biết rồi. Lúc đó tôi là người đã có gia đình, là có chút địa vị trong xã hội. Cho nên tôi đã hèn nhát. Khi hay tin Loan có bầu, tôi chối bỏ, tôi không chấp nhận nó. Từ đây về sau đừng có bám víu theo tôi nữa. Đừng bao giờ cái áp lực với tôi. Cô hiểu chưa? Nếu không á, tôi tống cả nhà cô vào tù. Tôi nói được, tôi làm được đó. Tôi xin lỗi, tôi biết ơn anh nhiều lắm. Nếu mà không có anh, chắc bé Hạt Dẻ không còn sống trên cuộc đời này. Và cả cuộc đời của tôi phải để tang cho ba đứa con của mình. Tôi có chết cũng không nhắm mắt. Nghiệp Hạt Dẻ. Hạt Dẻ nó cũng thương anh Hào mà. Nếu biết anh Hào cha ruột của nó chắc nó mừng. Mừng hơn là tôi á. Không phải vậy đâu anh Mo. Trong lòng của Hạt Dẻ chỉ có một mình cha Mo nó thôi. Nó thương anh nhất. Và tôi biết trong lòng của anh lúc nào cũng xem Hạt Dẻ như là con ruột của mình. Cho nên trong hoàn cảnh này, bằng mọi giá chúng ta phải cứu được bé Hạt Dẻ để cuộc sống sau này của nó sẽ được quan tâm và lo lắng nhiều hơn. Chỉ cần anh Hào cứu được Hạt Dẻ thôi, tôi làm gấp 5, gấp 10 lần giờ cũng được, không sao. Anh Tư Lì anh cũng hứa với tôi rồi. Mô à, tôi biết anh vất vả nhiều rồi, nhưng hoàn cảnh của anh vậy thì để nuôi một đứa trẻ không dễ dàng gì. Sau này nó còn phải lớn lên, nó đi học nữa. Tôi xin anh cho tôi nhận lời bé Hạt Dẻ. Cuộc sống của bé Hạt Dẻ sau này phải đầy đủ, dễ bất trắc hơn.